Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây rau dừa nước, còn gọi là Thủy Long, Du Long Thái thuộc họ rau dừa nước. Dừa nước là một cây mọc bò hay mọc nổi trên mặt nước, bén rễ ở các mấu và có phao nổi, xốp hình trứng, lá hình trứng hay hơi thuôn, đến cuống hơi hẹp lại. Đầu tù hay hơi tròn, dài từ 4 đến 6 cm, hoa mọc đơn độc ở kẽ lá màu trắng, cuống dài 1 cm, đài 5 răng, tràng 5, nhị 10, bầu hạ 5 ô, quả nang hình trụ dài 25 mm, mở thành 3 mảnh, trên mặt có lông, hạt nhiều, nhỏ, hơi hình chữ nhật. Cây mọc hoang dại rất phổ biến ở các ao, đầm, bờ ruộng ẩm ướt, nhiều nơi chỉ dùng làm thức ăn cho lợn, còn thấy mọc ở Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc. Nhân dân chỉ hay dùng rau dừa nước làm thức ăn cho lợn một vài nơi dùng ăn sống như xà lách. Vì cây có vị ngọt nhẹ, tính mát nên cây rau dừa nước có tác dụng lợi tiểu, tiêu thũng, được sử dụng để điều trị trong nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó chủ trị viêm cầu thận, viêm bàng quang, chứng tiểu dưỡng thấp, kiết lỵ, rối loạn tiêu hóa. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng cây thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.